bảy luôn. Làng da đã đây. Da đâu mà da. Đâu? Đảm bao nhiêu mà mẹ? Đâu? Đảm đâu? Bạc quá. Hôm nay á là 29 Tết rồi đó. Ở chỗ mấy bạn á là còn cái tục lệ chia thịt heo không? Ở chỗ của tôi á, Tết á là người ta chia thịt heo chứ ít khi nào mà ra chợ mua lắm. Hôm nay mẹ con tôi á sẽ dẫn mấy bạn đi chia thịt heo chung nha. Bây giờ á, tôi quay cái cảnh cho mấy bạn ngắm đỡ đi nha. Ngắm rồi từ từ thì cũng tới cái chỗ chia thịt heo thôi. Đây là hai bên ruộng đó, xanh lè luôn, thấy đẹp ghê chưa? Đường mắt rượi à, không có nắng, xung quanh á là cây cối không à. Rồi bây giờ tới cái nhà chia thịt heo rồi nè. Mẹ con tôi vừa tới nơi á thì người ta cũng đang mần heo, nhưng mà cái khúc này á thì tôi không có tiện quay nha. Tôi chỉ quay sơ sơ cho mấy bạn coi cái khúc này thôi. Nó cái con heo đó đang nằm đó. Tôi nghe mẹ tôi nói á, đây là con heo mỏi lông đen á, tôi nghĩ ăn chắc thịt nó ngon dữ lắm. Còn đây là cây cọ dầu nè mấy bạn. Cái cây này chắc lâu năm dữ lắm rồi đó. Nó bự ơi là bự luôn nè mấy bạn thấy không? Để tôi quay cho mấy bạn xem thử nha. Đi vòng vòng ngoài nãy giờ ở trỏng người ta chia thịt rồi đó. Giờ để đi vô coi. Ý nãy 2,6 là 7,6. Ôi, nghe cả này không? 7,6. 7,6 anh chúc mừng. Tao ơi. Đây không? 7,9. Cắt cái dầu cắt đi. Cắt không? Cắt ba cắt tiếp. Đó đi. Đẩy luôn. Làng da đã đây. Da đâu mà da. Sáng sáng bảo lấy này nè. 7,8 nè, giờ tôi đưa. Đâu? Đảm bao nhiêu mà em? Đâu? Đảm đâu? Bạc quá. Không có bao rồi á. Cục nó con đi. Ủa, cục nó ngon đó nha. Ừ. Cái cục nó cho con đi. Ba ký tư. Đây, nhà 3 ký tư hả? Kêu. 3 ký tư. Kêu 3 ký tư hả? Ừ. Nó ngon, hãy mua. Cái này mới ngang. Cái nào cũng ngang không à. Ăn cá làm về. 2 ký 8. Nha, 2 ký 8. Cái này. 3 ký tư cái. 3 ký tư. Cái này sao mấy? Còn cái bên kia nhiêu? 2 ký 8. Bỏ cái kia. Của Nga bỏ cái trước. Tao lấy. Mà ở chỗ tôi á, mỗi lần làm heo xong, bà con cô bác lại phụ, xong rồi chủ nhà người ta sẽ làm một cái nồi cháo lòng như vậy nè. Người ta đãi mấy cái người lại phụ ăn, vui dữ lắm mấy bạn ơi. Rồi bây giờ mẹ con tôi đi về nè, xách một cái giỏ thịt heo ta nói nặng ơi là nặng luôn á. Để tôi cho mấy bạn coi nha. Mẹ tôi mua cái gì không biết nữa, mà tầm 5-6 kg đó. Đây, quá trời luôn nè. Rồi bây giờ á, tôi treo lên xe cho mẹ tôi đi về nha. Mà chia cái này á, là chia cắt ngang á mấy bạn. Cắt ngang một miếng thịt, vừa có xương vừa có thịt. Rồi về mình muốn ăn cái gì á, thì mình tự lóc ra. Đây là thành quả từ sáng giờ của mẹ con tôi đi chia thịt mới về đó. Cái bịch này á, là 5 kg, vừa có thịt, vừa có đuôi heo nữa. Ngon lắm.